Vâng, mến chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Viễn. Rất là vui được gặp lại quý vị anh chị và các bạn ở trong video lần này. Hôm nay Viễn đang đứng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, khu đường đi bộ, khu Nguyễn Huệ quý vị anh chị và các bạn. Quý vị anh chị và các bạn, sau một thời gian giãn cách xã hội, quý vị cũng thấy rằng thành phố cũng đã quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Và cuộc sống thành phố cũng đang là hồi sinh từng ngày. Tất cả những cái hình ảnh mà những cái chú chim bồ câu quý vị anh chị các bạn có thể nhìn thấy rằng là bay cũng như là đang ở trên cái đường phố này, đi bộ này rất là đẹp, nhìn thấy rất là ấn tượng. Chúng ta có thể thấy rằng những cánh chim đó, quý vị anh chị các bạn có nhìn thấy không, rất là đẹp luôn. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy những cái cánh chim nó bay phất phới, những cánh chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Vâng, sau một cái thời gian giãn cách xã hội thì chúng ta có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Mình cũng rất là hy vọng rằng là thành phố sẽ chuyển biến và vươn mình đứng dậy sau một cái trận đau thương. Đây là những cái hình ảnh mà xung quanh khu vực phố đi bộ, những cái ghế công viên, những cái ghế, những cái đôi bạn trẻ cũng là ngồi ở đây có thể là tâm sự ha, mò mẫn gì đó là mò mẫn ha quý vị anh chị các bạn. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh rất là đẹp ở xung quanh. Sài Gòn thì đang chuyển biến vào những cái ngày tháng mà gọi là mưa. Đây là những cái ngày bắt đầu mưa, những cái cơn giông cũng ảnh hưởng ở ngoài Biển Đông đó quý vị anh chị các bạn. Thì Sài Gòn có những cái sẽ có những cái trận mưa mà chúng ta có thể nhìn thấy là một bầu trời xám xịt luôn đó quý vị anh chị các bạn. Vâng, với mong muốn rằng là gửi đến quý vị anh chị các bạn những cái hình ảnh mà của Sài Gòn để chúng ta có thể nhìn ngắm được một chút, để đỡ nhớ Sài Gòn. Những ai từng xa Sài Gòn sẽ nhớ một chút về cái nơi mà đã tạo ra cho tất cả chúng ta. Có nhiều người gọi đây là cái quê hương thứ hai và cuộc sống cũng mang đầy rất là nhiều màu sắc quý vị anh chị và các bạn có thể nhìn thấy một số hình ảnh mình quay ở đây. Và mình cũng mến chào gửi đến quý vị tất cả anh chị và các bạn những cái hình ảnh khác. Mình sẽ tiếp tục có những cái hành trình để gửi đến quý vị anh chị các bạn những cái ảnh Sài Gòn thân thương. Những cái cánh chim bồ câu đó quý vị, rất là dễ thương. Mình hy vọng mình tới những cái cánh chim này nó sẽ không bay. Quý vị, mình hy vọng là nó không có bay. Nó dễ thương. Những cái con chim này hình như là được nuôi dưỡng từ nhỏ luôn hay sao, nó rất là dạng đấy. Cái gì? Ô, bay rồi. Chưa bay. Mấy con chim này nuôi từ nhỏ thôi chú, nó dạng ha. Nó ở đâu rồi nó tập trung nó tới đây chứ ai nuôi, cột nuôi á. Ở đâu rồi tập trung nó tới đây vậy? Rồi nó sinh nó đẻ ra rồi ở đâu rồi nó tới nó dẫn người ta cúng, cái kiểu cúng luôn rồi. Nó khá lắm. Dạ. Rồi nó tới nó ở bây giờ nó cho ăn cho uống rồi nó dẫn nữa. Mình đâu có được bắt đâu không? Công an nó phạt à? Phạt nào rồi á? Cho ăn cho uống, rồi mình chụp hình chụp bóng làm gì làm chứ mà bắt nó coi công an đi cố đầu nè, có camera kia nè. Đâu camera đâu? Đây. Ở đây camera đầy. Ừ, camera đúng rồi. Nhưng mình không được bắt. Hôm qua thằng nó bắt trộm mình nó chạy. Bắt trộm luôn. Mình đứng lên biểu thả ra với camera đầy nè, coi nó không có cái cố đầu á. Để nó bỏ vô bị bóc cái kem luôn. Cái hai vợ chồng những cái con nó nhỏ vậy. Nó cầm một bị đậu xanh á. Nó nhiều đậu xanh lắm. Mình để đậu xanh đây nó kìa. Chú giống quê ở Bình Định phải không? Phường Mỏ. Phường Mỹ hả? Phường Mỏ, chú đồng nghiệp đồng hương đó quý vị anh chị các bạn. Đấy, chú kể mấy câu chuyện ở đây mà mọi người cũng thấy ha, kỳ lạ không? Coi rằng là chim ở đâu nó tới đây nó tụ tập, mình cho ăn được quyền cho ăn cho uống mình. Kiểu như là nó tới đây nó ăn rồi người ta thấy á. Dạ. Không cho ăn, ăn rồi là kiểu nó dẫn tới ở đâu, nó dẫn tới về đâu á. Ôi, bốn năm trăm con. Rồi cuối cùng là nó cũng tụ tập ở đây nhiều nhất ha. Rồi nó ăn xong rồi nó đi, dừng tấu lại nó đi. Con nghĩ rằng hồi xưa là ở khu nhà thờ Đức Bà đấy, chắc coi trên đó nó xuống không ta? Tối chiều tối nó đi đâu, nó ngủ ở đâu ta? Nó đi hết. Rồi cứ ban ngày cái nó quay lại đây. Nó theo bà nói. Bây giờ nó ăn nó kén nó gạo móc móc nó đéo thằng ăn luôn. Nó khôn vậy. Cảnh lắm. Gạo móc rồi cũng ăn như gạo đây là ai cho đây? Cứ nó đi đường nó đi vô nó hút nó giải ra giải vô biết. Nó ăn nó cũng chảnh nữa ha.
thấy nó rất là dạng luôn đấy. Dạng. Nó đâu có sợ gì đâu. Bữa ta bắt một con. Mà chim này người ta kiểu như ta nuôi cũng chim bồ câu, nhưng mà chim cái dòng cố thì Thái Lan hay là Pháp gì á. Dạ. Nó không chịu bay. À. Nó nuôi á là nhán rồi đừng đem ra nơi nó bỏ. Dạ. Nhán đâu cực ra đúng rồi, cũng để chim sao cũng đi lắm rồi nó quay. À. Nó dạng. Lại mình búng tay giờ là nó đứng nó ngu. À. Ông nội mày tao bắt tao để anh chê. Đây. Nó đứng biết hay nào đi. Nó cũng chịu bay luôn. Đem về nuôi. À. Mà tắm rửa ra đuôi nó to mà dài. À. Chim dòng chim vậy. Ở đây cũng có con bồ câu trắng trắng, con bồ câu gì giống bồ câu Pháp này, cũng có con trắng trắng bông này. Ừ. Có con trắng này, con này này. Mà người ta cắt cánh á. Cu cò à. À. Đó, có con trắng trắng á. Ông này ông đó ông hùng dã man không? Con nào vô ông giết con đó thấy không? Ông vô ông đuổi, ông vô chính giữa ông ăn luôn à. À con chim kia tấu á. Cái bòi đây có hút con người dám hút. Ừ. Cái đuôi nó dài dài này. Dạ, đuôi dài cỡ này nó vừa dài cả 2 gang hả? À, 1 gang vậy á. Mà nó đi không rồi nó không bay, nó tầm bay kia á. Cứ lắm đi. Mà nó mình để cái tay vô nó mổ nó đá, nó mổ nó đá nó gù. Hay lắm. Ông kia cũng thèm ngồi mua là để bán. Cái dân người ta ra đây người ta để đây phóng sinh cũng nhiều à, để ở đây. Rồi được dịch vừa rồi chú có về quê không? Nó kẹt luôn rồi. Nó kẹt luôn. Luôn chứ đâu có về được. Ừ. Thôi chứ ở tới Tết luôn chứ về gì nữa. Công việc ở đây bây giờ công việc quay trở lại bình thường rồi mà. Cái con trắng kia nè. Trắng này là to. To. Nó to nó ăn hiếp mấy con nhỏ kìa. Vậy là có cái luật ở đây là công an ai công an thấy mà bắt những con bồ câu này là trước rồi con thành để vô nó bắt cái đậu ngoại nó công an mới chạy rồi bắn họ. Ừ. Có camera đợi là ở dưới hầm bên này nó gọi cho công an liền. À dưới này dưới hầm này có bộ máy dưới này hả? Ừ, cái này camera của nó đặt ở dưới hầm đó. À cái trung tâm điều khiển này đúng không? Đi xuống. Vì là nó gọi cho công an nè, nó vô ví dụ giờ mà vô đây mà chơi mà đuổi nó ra hồi mà nó cấm á. Ừ. Mày chống là một cái là ở dưới hầm á nó thấy là nó gọi cho công an liền. À vậy là ở đây có cái trung tâm điều khiển đây cho mình đi xuống dưới được không? Bây giờ đi cầu đi tiếu là bình thường đi. À. Được. À. Mấy hồi nó cấm rồi nó chưa cho vào á là à dưới đây nó có hệ thống dài dưới kia không chú? Rộng lắm dưới. Để xuống thử thử coi. Từ hồi giờ không biết á. À, ở dưới đất luôn nè quý vị. Ở dưới này nó có một cái trung tâm điều khiển nè. Cái đây nè. Ồ. Ở dưới này. Này mình không xuống ở dưới này có WC luôn nữa. Ồ. Rồi cũng khá là thú vị những cánh chim bồ câu ở đây để thử giờ. Camera đặt xuống hết. Ở đây có cái quán cà phê, ở đây có tòa nhà quán cà phê thú vị vậy ta. Mỗi tầng là mỗi quán à. Ủa bữa nay mới tới đây thấy đúng rồi. Mỗi phòng là mỗi quán để tên khác nhau này. Trời. Cảm ơn chú nha, chúc chú sức khỏe nha. Đây cái khu vực này nè, quán cà phê đây. Mình thấy có rất là nhiều cái quán này quý vị anh chị các bạn. Nhiều cái trang trí mỗi cửa sổ là mỗi cái phòng khác nhau nè, mỗi quán khác nhau nè. Mèo nó sợ con chim hả? Mèo đáng mèo hiền mờ, mèo nó sợ con chim, mà con chim nó bắt mèo ở giữa đấy.
Mèo đây thấy chim sợ mà làm vậy? Anh mèo anh sợ. Anh tới kìa. Nó rượt không biết. Mèo này nó mèo hiền quá mà. Mèo anh sợ. Anh cũng muốn tới nhưng mà anh thấy anh cũng quá sợ thật. Mèo. Chứ thường thường mấy con mèo kia là thấy chim nó rượt á. Con mèo này mua mất tiền không anh? Ồ, mèo mua 4 triệu ha. Mèo đã chắc thấy chuột nó cũng sợ quá. Rồi mua mèo 4 triệu luôn này. Thì mỗi người họ thích nuôi mỗi con. Người nuôi chó, người nuôi chim. Rồi thôi, tàu chào tạm biệt tất cả quý vị anh chị và các bạn. Chúc tất cả quý vị anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào. Và bây giờ mình quay cho quý vị anh chị các bạn cái quán cà phê này thú vị quá ha. Nhìn ở trên nhìn ngắm Sài Gòn. Rồi bye bye mọi người nghe. Bye bye nghe.